Thay vì để na đâm hoa kết trái tự nhiên, những người dân trồng na tại xã Huyền Sơn, Lục Nam, Bắc Giang lại thực hiện những kỹ thuật đặc biệt, đó là đốn tỉa cành để những quả na này mọc từ thân. Liệu những quả na này có gì khác biệt và mang lại lợi ích gì? Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Cắt tỉa cành, bấm ngọn cho cây na. Cách làm này giúp cây na mọc trái ngang thân to và thơm ngọt khác thường. Quả trong thân sẽ nhanh lớn hơn. Thế mà mẫu mã đã quả to đẹp thì thường thường ở thị trường bao giờ là người ta cũng ưa chuộng. Ông Quang cho biết, thường những quả na đậu ở đầu cành sẽ phải mất khoảng từ 125 đến 130 ngày mới cho thu hoạch. Trong khi những quả mọc ngang thân thế này chỉ khoảng từ 90 đến 95 ngày đã cho thu hoạch. Trọng lượng mỗi quả na từ 300 đến 400 gram so với na đầu cành chỉ khoảng 200 gram. Một ưu điểm nữa của kỹ thuật cho na ra quả trên thân còn nhằm mục đích cho quả gối vụ, giải vụ, kéo dài thời gian thu hoạch. Cái giá cả là nó ổn định hơn những năm trước nhiều. Trước đây thì nó chín tập trung mà để phát triển tự nhiên nó chín tầm 1 đến 2 tháng là hết rồi. Thế nhưng cho ra giải vụ như này thì cái thời gian thu hoạch kéo dài từ cuối tháng 6 đến hết tháng 11. Rau hoa là có quả là trong vòng là 2 tháng. 2 tháng quả là bằng cái bóng đèn, bằng cái chén con ấy. Xong chúng tôi bắt đầu mới cắt tỉa đợt 2. Đã vào cuối vụ thu hoạch, nhưng khu vườn của ông Trần Văn Báo vẫn sai chịu quả. Theo người dân trồng na, vụ quả thứ hai này sẽ to hơn, ngon hơn do cuối mùa, có gió heo may về, ná ít nước nên ngọt đậm. Và giá bán thời điểm này có thể cao gấp đôi so với thời điểm chính vụ. Thường tôi cứ vặt một mẫu thì vặt được 2 tạ một ngày. Mỗi ngày thì cứ bình quân 2 tạ là giá 30, 6 triệu. Cao nhất như hôm đầu mùa mua đến 47, 50. Như hiện tại bây giờ thì tầm hơn 30 thôi. Từ năm 2013, Hợp tác xã Na Gia Lục Nam đã áp dụng tiêu chuẩn Việt Gáp vào canh tác na trên diện tích gần 4 hectare. Thương hiệu Na Gia Huyền Sơn cũng đang được xây dựng và dần có chỗ đứng trên thị trường. Là theo tính toán của địa phương là mỗi một sào là hàng năm là cho thu nhập bình quân là khoảng 16 đến 17 triệu đồng trên một sào. Xã Huyền Sơn hiện có khoảng 120 hectare trồng na, tập trung tại các thôn Văn Giang, Giếng Giang, thôn Khuyên. Mỗi năm toàn xã thu khoảng 30 tỷ đồng từ na.